các nghệ sĩ thường am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Liệu họ có phải là những bậc thầy chính hiệu? Yeah. Hãy xem họ chinh phục những thử thách vị giác với những thức uống, món ăn ngon, thử thách về thính giác với âm nhạc, hay những thử thách về thị giác với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Mỗi thử thách có hai lựa chọn A và B. Cái gì vậy? Kết quả sẽ được công bố khi người dẫn chương trình bước vào căn phòng tương ứng với các bên đây mà đúng một cái là nó bể rạp. Ủa vậy là sao? Sao? Tất cả những người chơi đều bắt đầu với thứ hạng cao nhất, bậc thầy siêu hạng. Nếu trả lời sai, thứ hạng của họ sẽ bị hạ lần lượt xuống các cấp bậc thấp hơn, bậc thầy tiêu chuẩn. Không sao. Bậc thầy nghiệp dư. Bậc thầy tập sự. Không có tới cái ghế để ngồi luôn. Đồng thời, đội chơi sẽ bị đổi bảng tên, ghế ngồi và dép kém đẹp hơn. Không chịu đâu. Thách thức là bậc thầy giả mạo. Một chương trình phân định nên những bậc thầy chính hiệu với những tình huống bất ngờ và vui nhộn. Hãy đón xem ai là bậc thầy chính hiệu phát sóng lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày